Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Hồng Trinh quay lại rồi nè. Quý vị ơi, nó cũng hơi thất vọng khi nghe tin cô Nguyễn Phương Hằng lại bị tạm giam thêm 10 ngày nữa. Thành ra Hồng Trinh cũng theo dõi để xem tình hình như thế nào trước khi Hồng Trinh lên nói chuyện với quý vị về việc này đó quý vị. Thì 10 ngày thì tới ngày hôm nay thì còn 8 ngày quý vị. Thì Hồng Trinh nhận thấy rằng là nếu mà họ chưa có xong mọi chi tiết về cái vụ kiện mà cô Hạc Nguyễn Phương Hằng cũng kiện những người kia nữa quý vị, rồi họ kiện lại thì là cũng phải dành rất là nhiều thời gian thì mới điều tra xong mọi việc. Thì là chúng ta cũng biết rằng là người đại diện của Sở Công an cũng đã từng lên tiếng nói rồi, là tại vì cái sự việc nó rất là phức tạp, thành ra là phải dùng nhiều thời gian đó quý vị. Rồi Hồng Trinh thấy được sự việc là cô ca sĩ Thủy Tiên quý vị, cổ đề nghị là phải sao kê tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng, làm cho Hồng Trinh suy nghĩ cô này bắt đầu cô suy nghĩ sao đó Hồng Trinh không biết, nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng với ông Dũng Lò Vôi đó, họ làm từ thiện bằng tiền của họ, với tài sản của họ, họ đóng thuế hàng năm. Với sau khi họ bắt cô Nguyễn Phương Hằng hơn một năm nay đó, thì Hồng Trinh tin chắc rằng là họ đã điều tra hết về cái mọi việc liên quan tới làm ăn và tài chính của cô Nguyễn Phương Hằng rồi quý vị. Chắc chắn là như vậy, là tại họ bắt rồi là họ phải bắt đầu họ xem hết về những cái vụ thuế má và làm ăn của vợ chồng cổ. Cổ cũng phải chứng minh được rằng là cổ không hề mượn nợ nhà băng như lời cô Đinh Lan nói là thiếu nợ tới bao nhiêu ngàn tỷ đó quý vị, 30 ngàn tỷ quý vị. Thì là khi mà họ muốn xử cái sự việc đó thì chắc chắn là họ sẽ phải đi vào để họ xem hết về những cái vấn đề mà cổ bị tố cáo trước có đúng như vậy hay không. Rồi cái số tiền mà cô Đinh Lan cổ lên cổ nói đó thì nó rất là lớn quý vị. Thành ra là họ đã điều tra hết rồi, cộng với lại cô Nguyễn Phương Hằng khi mà cổ muốn tố giác tội phạm, cổ tố cáo là vu khống cho công ty Đại Nam đó, thì là cổ phải là cái người đem ra trước là tôi không hề thiếu nợ. Sao cái cô Đinh Lan cổ lên cổ nói vậy, mà không phải một mình cô Đinh Lan đâu nha quý vị, rất là nhiều những nhân vật khác nữa. Như là Hồng Trinh nói đó, chúng ta muốn theo dõi để biết sự việc đó, thì hiện tại bây giờ thì là anh Tony Phạm đó, ảnh đưa rất là nhiều những chứng cớ mà anh cầm được của rất là nhiều người, họ gửi tin nhắn cho ảnh để họ đặt chuyện vu khống đó. Rồi ảnh không biết gì hết, ảnh cứ đi theo cái đó, là ảnh có tin nhắn thì là ảnh theo cái đó, ảnh nói lên thôi quý vị. Bởi như vậy thành ra bây giờ ảnh cũng có điều rất là hối tiếc cái sự việc mình đã làm, là tại vì mình không nên tin người ta như vậy đó. Anh cũng may là anh cũng chỉ lấy ra phần nào thôi, còn cái phần nào nói bậy bạ quá thì anh không nói quý vị. Như vậy thì ngày hôm qua, anh sáng hôm nay nữa, anh Tony Phạm cũng đi lên để đưa những chứng cớ mà những nhân vật nào mà họ gửi tin nhắn cho ảnh. Thì có một nhân vật tên là Thiên Kim quý vị, thì là tên là Thiên Kim gửi tin nhắn vào cho ảnh. Thì Hồng Trinh tin chắc luôn, tại vì Việt Nam mình cũng có ở hải ngoại có một ca sĩ tên là Thiên Kim, nhưng mà Hồng Trinh nghĩ là không phải cổ đâu quý vị đó. Nhưng mà một người này tên là Thiên Kim thì cũng quý vị biết làm sao không, binh anh hoài linh khí thế luôn quý vị đó. Rồi có một anh nhận là bầu xô, xong rồi binh anh hoài linh quý vị. Thì kêu anh Tony Phạm này chửi cô Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Thì Tony Phạm không có chửi bậy đâu, Tony Phạm chỉ nói khịa, nói như vậy còn tức hơn nữa quý vị, nghe tức lắm. Bởi như vậy thành ra là nó mới gây ra cái sự việc là cô Nguyễn Phương Hằng cô chịu không được, cổ mới phát ngôn như vậy. Thì chính bây giờ anh Tony Phạm anh cũng nhìn nhận sự việc là nếu ai nói mình tới như vậy thì là mình không nhịn được đâu, mình sẽ phải nổi nóng lên mà mình sẽ phát ngôn mất kiểm soát đó quý vị. Thì anh Tony Phạm hiện bây giờ nè, thì là anh sẵn sàng để mà luật sư của cô Nguyễn Phương Hằng, gia đình của cô Nguyễn Phương Hằng hoặc là cơ quan chức năng mà cần những chứng cớ ở ảnh thì anh sẵn sàng để làm chứng quý vị. Anh có rất là nhiều những cái tin nhắn của nhiều nhân vật, như anh có của luật sư Thanh Trần nè. Rồi luật sư Thanh Trần thì là đi vào gọi là nhắn tin cho ảnh nói những sự việc về Thiền Am bên bờ vũ trụ đó quý vị. Nói là
có loạn luân là có thật. Cô Huyền Trang cổ đã cầm kết quả xét nghiệm rồi, rồi nói rằng là ông luật sư Mạnh á là chắc chắn là vào nhà đá quý vị, rồi nói rằng cô bé Diễm My đó đó là đã được lo cho thay tên đổi họ để rồi đưa qua Campuchia rồi quý vị. Những cái sự việc như vậy thì là có Tony có bằng chứng từ những lời nhắn tin của luật sư Thanh Trần đó, rồi cô Việt Hà, rồi bà Lê Thị Giàu, rồi và nhiều nhân vật khác nữa. Và những cái nhân vật mà anh cầm được đó thì là dân ở trên mạng không biết đâu quý vị. Nếu dân trên mạng không biết thì là cơ quan chức năng đó chắc là cũng không biết đến những nhân vật đó, là tại vì chúng ta không đưa lên mạng để nói, như luật sư Thanh Trần này kia còn có đưa lên phải không quý vị. Còn những cái nhân vật mà nhắn tin cho anh Tony Phạm bằng cái tên Facebook nào đó thì là ảnh phải đưa chứng cứ ra để mà điều tra hết thì là mới công bằng cho cô Nguyễn Phương Hằng đó quý vị. Rồi anh Đường Văn Thái nữa quý vị, rồi có liên quan tới các nghệ sĩ nữa. Thành ra ảnh là người chứng rất là quan trọng. Hồng Trinh cũng mong rằng Quốc Võ cũng có lên tiếng rồi, và bây giờ Hồng Trinh lên tiếng nữa, cũng hy vọng là quý vị sẽ chia sẻ để gia đình ông Dũng Lò Vôi nghe được, và luật sư của cô Hằng nghe được, cũng như cơ quan chức năng đó, họ biết là anh Tony Phạm là nhân chứng quan trọng để mà đưa sự việc ra ánh sáng. Như vậy thì là nó mới công bằng cho cô Nguyễn Phương Hằng hơn quý vị. Thì bây giờ trong còn 8 ngày nữa, họ tạm giam thêm 10 ngày thì bây giờ là còn 8 ngày. Thì Hồng Trinh cũng hy vọng rất là nhiều những cái gọi là phân tích của luật sư, thí dụ luật sư Vũ đi, cũng phân tích nói rằng là họ có quyền như vậy. Và bây giờ thì họ, nếu mà họ tiếp tục tạm giam để điều tra cho hết những cái nhân vật để đem cô Đinh Lan ra ánh sáng, tại vì họ chưa có mời cổ đi vô giống họ mời cô Hằng Ni đó, họ chưa có bắt cổ. Như vậy thì Hồng Trinh cũng rất là hy vọng là rất là ồn ào về cô Đinh Lan và những phát biểu của cổ đó thì rất là nặng nề như vậy. Những cái sự việc cổ nói ra đó nên là phải điều tra, là tại vì cổ làm rất là tổn hại đến uy tín danh dự và công ăn việc làm của công ty Đại Nam đó quý vị. Cổ nói như vậy thì là còn đâu là uy tín nữa mà làm ăn quý vị. Rồi gọi là bình dưỡng khí của ông Dũng Lò Vôi thì nói là cho cá thở những cái nhân vật như vậy thì là họ phải đưa ra ánh sáng, để đó là tổn thất của công ty Đại Nam quý vị. Tổn thất rất là nhiều, là tại vì họ bỏ ra rất là nhiều tiền để gọi là xây dựng cái hệ thống bơm ga để cung cấp miễn phí cho việc cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong việc chống dịch và cứu bệnh đó quý vị. Thì cái đó tổn thất đó thì ai đền, mà cô Thủy Tiên cổ đòi bồi thường và anh Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường những cái tổn thất mà họ gây ra cho công ty Đại Nam đó, ai sẽ đền cho ông Dũng Lò Vôi và cô Nguyễn Phương Hằng quý vị. Thì bây giờ nói tới cô ca sĩ Thủy Tiên thì Hồng Trinh đi ngược lại, là trước khi cái vụ mà cổ cái năm mà cổ gom tiền từ thiện đó, đó là năm 2020 quý vị. Thì khi đó cổ lên trên báo chí này kia thì cổ tuyên bố là cổ hết tiền rồi, mà cổ phải bán cả hột xoàn đi đó, cổ thiếu nợ này kia, thì cổ lên cổ than với người ta đó. Thì bây giờ báo có đăng đàng hoàng thì Hồng Trinh chứng minh là mình nói cái gì nó phải có báo chí đàng hoàng quý vị. Thì Hồng Trinh sẽ đọc bài báo cho quý vị nghe nhé, tại vì nó rõ ràng ở đây. Thành ra là Hồng Trinh sẽ chia sẻ cái bài báo này. Bài báo này là những cái gì mà cô ca sĩ Thủy Tiên đó, cổ chia sẻ về cái vấn đề mà cổ phải bán một sàn đi, rồi cổ thiếu nợ nữa, cổ phải lén chồng cổ đi ra ngoài miền Trung gì đó. Thì bây giờ nó ở đây, bán một xoàn đi làm từ thiện, vậy thì tiền đâu mà sau khi cổ đi từ thiện xong đó quý vị,
cổ đập cái căn nhà của cổ ra rồi cổ xây lại mới tinh. Như chúng ta đã thấy đó, cổ xây lại cái căn nhà của cổ với giá 100 tỷ đập đi xây lại quý vị. Thì bài viết như vậy, ca sĩ Thủy Tiên cho biết mình đã bán hết hột xoàn đi làm từ thiện. Ngay cả chồng cô cầu thủ Công Vinh cũng chưa biết cô đã đi Huế. Quý vị, đó là cổ bán hột xoàn. Cổ nói là cổ đi từ thiện quý vị, mà chồng cổ cũng không biết là cổ bán hột xoàn nữa. Nhiều nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực như kêu gọi các nhà hảo tâm đứng ra quyên góp từ thiện các nhu yếu phẩm cần thiết để cứu trợ đồng bào miền Trung trước tình hình mưa lũ. Cái này là cô Thủy Tiên nghe báo người ta đăng, người ta khen ngợi cổ với cái hành động là phải bán hột xoàn với lại thiếu nợ nhiều lắm mà vẫn bán hột xoàn đi để làm từ thiện đó quý vị. Là Hồng Chinh lập lại là cô phải bán hột xoàn cổ mới có tiền, cổ nợ rất là nhiều. Như vậy thì tiền ở đâu mà cổ đi từ thiện xong rồi cổ có tiền cổ đập cái nhà cũ đi, cổ xây với giá 100 tỷ quý vị, thì có phải là cái đó là tiền ở đâu ra hả quý vị? Đó. Rồi Hồng Trinh đọc tiếp nhé. Thủy Tiên là một trong số những nghệ sĩ đang tích cực làm điều này. Không chỉ đứng ra vận động quyên góp, cô còn lén chồng một mình đi miền Trung để theo dõi tình hình và tiến hành trợ giúp. Tính tới thời điểm này, Thủy Tiên cho biết mình đã quyên góp được 10 tỷ đồng ủng hộ cho đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt miền Trung. Cô chia sẻ trên trang cá nhân, đêm qua em nhìn thấy hình ảnh của bà con miền Trung, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi cứ đặt câu hỏi không biết mình nên làm gì không. Đó. Thì cổ nói là cổ nhìn thấy đó quý vị. Nhìn thấy hình ảnh người miền Trung rồi cổ mới ngồi nghĩ cách là cổ phải làm sao đó quý vị. Thủy Tiên không biết bản thân có đứng ra làm nổi hay không, nhưng nếu không làm thì lương tâm sẽ cắn rứt. Đến 6 giờ sáng nay tôi thức và nghĩ, thôi kệ, bỏ hết công việc nhà cửa, show, gia đình để đi thôi. Bây giờ mất show, mất tiền là chuyện bình thường. Trong thời điểm này, nếu tôi sợ nguy hiểm, không dám đi thì chẳng may người ta đói khát rồi chết thì sao, quý vị? Thương lắm, tôi chịu không nổi đâu. Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ, cô còn bán hết hột xoàn để đi làm từ thiện. Ngay cả Công Vinh cũng chưa biết vợ đã đi Huế. Chà chà chà, hồi Tết tôi bán hết hột xoàn rồi, chỉ mong góp công sức là chính. Đợt hạn mặn ở miền Tây vừa rồi tôi thấy mình hèn vô cùng. Những lần trước đều góp mấy trăm triệu, nhưng lúc đó tài khoản còn có 70 hay 80 triệu thôi, nên chỉ trích được 50 triệu. Quý vị thấy không? Có 70-80 triệu là trích ra được 50 triệu để giúp hạn nước mặn. Nhưng cái hạn nước mặn này là cái vụ cô Nguyễn Phương Hằng giúp đó quý vị. Bài báo này là đăng ngày 14 tháng 10 năm 20 nha quý vị. Đó thì cái năm đó là cái năm lũ lụt mà cổ đi quyên được 170 mấy tỷ đó quý vị. Trời ơi nhiều tiền như vậy mà cổ nói trong người của cổ chỉ còn có 70-80 triệu thôi mà cổ bỏ ra 50 triệu để giúp miền Tây rồi. Vậy trong người cổ còn có 20 triệu à quý vị. Là năm tháng 10 năm 20 đó quý vị. Rồi. Sau đó dịch Covid-19 tới khiến thu nhập của tôi bị ảnh hưởng nhiều. Rồi Thủy Tiên còn nhờ mẹ phát gạo ở quê. Thế là hết sạch tiền luôn nha quý vị. Đó, thế là hết sạch tiền luôn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm cái nghèo. Gần đây công việc tôi ổn định, thu nhập mới khá lại, nên lần này chỉ góp được ít ít thôi. Quý vị, cổ kêu như vậy thành ra người ta mới quyên vô cho cổ thành tới 170 mấy tỷ rồi quý vị. Mới đây Công Vinh viết một chia sẻ rất dài, nói bà xã là lì kinh dị, cô vợ trời hành vì đang trong giai đoạn sức khỏe yếu còn trốn chồng bay ra Huế. Tuy biết Thủy Tiên đã có động thái đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân, nhưng việc ca sĩ âm thầm đi miền Trung khiến cụ danh thủ lo lắng.
Tuy vậy, hành động và tấm lòng giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn của cô khiến nhiều người hâm mộ cảm phục. Quý vị ơi, như vậy từ cái tháng 10 năm 2020 đó, là khi đó là cổ gom tiền để cứu dịch đó quý vị, thì là cổ chỉ còn có 20 triệu trong tài khoản cổ thôi quý vị, tại vì cổ có 70-80 triệu, xong rồi cổ bỏ ra 50 triệu để cô giúp cái hạn mặn ở miền Trung, miền Nam, xong rồi còn có 20 triệu à. Vậy mà cổ quyên được tới 170 mấy tỷ, Hồng Trinh nhớ là 177-178 tỷ gì đó đó. Cổ hết tiền rồi mà cái tiền đâu mà cổ đập cái nhà, căn nhà cũ đi, cổ xây mới tinh quý vị. Cổ xây 100 triệu là chính cổ với lại những người ta thầu xây cho cổ, người ta tuyên bố đó. Từ 20 triệu mà xây 100 tỷ quý vị. Như vậy cổ lấy đâu ra 100 tỷ vậy quý vị? Rồi cổ đổi xe mới nữa quý vị. Thì Hồng Trinh nói rằng chính cổ là cái người là nên làm sao đó, chứ nếu mà nói là nếu là nói là công an đã điều tra và cổ không có ăn chặn từ thiện đó, thì quý vị nói tiền ở đâu ra mà cổ có 100 tỷ để đập nhà đi xây lại. Hồng Trinh chưa có nói tới xe mới cổ mua đó. Và gần đây nhất cổ cũng đâu có một hoạt động về nghệ thuật gì lắm đâu, mà cổ đi gọi là mướn thuê máy bay, bay đi đây đi kia chơi quý vị. Thành ra Hồng Trinh mới nói cho quý vị nghe là chúng ta nên là tin tưởng Hội Hồng Thập Tự và quỹ của Mặt trận Tổ quốc đó quý vị. Tại vì chúng ta gửi vô đó thì thật sự là dân miền Trung họ biết là có quỹ, có người quyên vô, thì là họ cũng sẽ mong chờ ở đó để mà được cứu trợ quý vị. Chứ đâu có phải như là đó gom vô xong rồi tới 6-7 tháng sau cô Hằng cổ lên tiếng mới bắt đầu, nghệ sĩ Hoài Linh nó mới bắt đầu đi mua mì, mua áo gió, áo gì đi ra ngoài đó cứu trợ giữa mùa hè quý vị. Thành ra dân miền Trung họ rất là giận. Có những người miền Trung họ lên họ comment ở trong những video của Hồng Trinh đó, họ nói rằng là họ rất là mong chờ có cái gói mì ở giai đoạn mà cái dịch nó đang hoành hành ở miền Trung thì không có đâu ra. Ảnh đợi tới mùa hè thì ảnh bưng mì ra, lúc đó người ta đã xong hết rồi, người ta đâu có cần mì của ảnh nữa đâu quý vị. Mà quý vị có biết không, Hồng Trinh đã nghiên cứu rồi, một thùng mì không có bao nhiêu tiền hết đó quý vị, so với tiền mà bao nhiêu tỷ họ nhận được á, thì mua mì nó không bao nhiêu tiền hết đó. Rồi cái vụ mà video cổ phát tiền đó, ví dụ cổ nói là phát mỗi người 5 triệu đi, đó thì là nhiều người họ đã lấy được ra bằng chứng là nói 5 triệu nhưng mà đưa có 2 triệu. Nói 5 triệu nhưng mà đưa 1 triệu, đó là họ đã làm lấy từ những video đó ra rồi. Thành ra là phải điều tra cho kỹ mới công bằng nha quý vị. Thành ra là Hồng Trinh cũng hy vọng là cơ quan chức năng đó, họ nên biết rằng là cô Nguyễn Phương Hằng một mình cổ bị gọi là tứ bề tấn công cổ. Đó. Hồng Trinh lại tiếp tục chia ra nữa nè. Ban đầu thì là nhóm của nghệ sĩ nè. Đó, nghệ sĩ họ nói đụng vô ổ kiến lửa của họ đó, ông cái cô Trịnh Kim Chi đó, cổ nói là Nguyễn Phương Hằng đã đụng vô ổ kiến lửa rồi đó ha, là về cái mặt nghệ sĩ, xong rồi bắt đầu luật sư cũng vô một nhóm một tụ, luật sư Thanh Trần đó quý vị, vô một nhóm một tụ cùng với các luật sư gác là đi lên vô một tụ đó. Tony Phạm có hết những cái tin nhắn của luật sư Thanh Trần đó quý vị. Rồi một bên nữa là các thương gia, doanh nhân, đó, đại gia, đại gì lại súng vô, lại nhắn tin ra là một tụ nữa. Rồi một tụ nữa thì lại là YouTuber, quý vị. YouTuber thì là họ đi vô, họ nhắn tin cho những YouTuber ở bên nước ngoài đó, quý vị. Đó. Chứ Hồng Trinh hỏi quý vị, chứ cái anh Nguyễn Tiến Dũng, anh làm sao anh biết gì về cô Nguyễn Phương Hằng? Mà chen vô như cái ông Dũng Taylor đó, làm sao ông biết Nguyễn Phương Hằng là ai và cổ đang làm gì mà từ bên Mỹ này cũng xỏ mỏ về mà tấn công cổ rất là bậy bạ luôn quý vị, tục tiểu lắm quý vị. Rồi thêm nữa là
YouTuber thì lại gửi tin nhắn vô, như là Tony Phạm ở bên Mỹ này, ảnh đi làm công việc của ảnh mà một ngày ảnh làm 11 tiếng đồng hồ, ảnh đâu biết gì cô Nguyễn Phương Hằng đâu, thì là họ gửi tin nhắn, họ dẫn dắt ảnh, rồi ảnh đi vô ảnh lấy đề tài đó ảnh đem lên ảnh nói. Như vậy thì là cái tiền YouTube của ảnh được rất là nhiều. Như chúng ta nghe ảnh chia sẻ rằng là ảnh mỗi tháng ảnh kiếm được mười mấy ngàn đô quý vị. Thì như vậy thì là ảnh cứ lấy những cái tin nó nói, rồi người ta ở dưới người ta tung hô ảnh thì ảnh tiếp tục ảnh lên ảnh lôi cô Nguyễn Phương Hằng ra ảnh nói thôi quý vị. Thành ra là cổ không thể nào mà cổ dằn được cái cơn nóng giận lúc mà họ vô cớ mà họ lôi đủ cái thứ gì chuyện ra mà họ ở bên Mỹ này làm sao họ biết cổ được mà họ nói. Rồi họ nói rằng là quà có nhiều chuyện lắm quý vị. Nhưng mà Hồng Trinh cũng hy vọng là cơ quan chức năng hoặc là luật sư của cô Nguyễn Phương Hằng và gia đình cô Nguyễn Phương Hằng sẽ yêu cầu cơ quan chức năng mời anh Tony Phạm đem tất cả những bằng chứng về để làm người chứng cho cô Nguyễn Phương Hằng quý vị. Tại vì anh cầm toàn là bằng chứng sống thôi. Cho tới ngày hôm nay Hồng Trinh chưa thấy họ làm gì cô Đinh Lan cả. Và cô Đinh Lan cổ nói rằng là cổ là có nhiều ông lớn chống lưng lắm. Cả ông thiếu tướng kêu là Nguyễn Ngọc Minh đó quý vị, chống lưng cho cổ. Rồi bao nhiêu người gọi là đảng viên ở đâu đó mà chống lưng cho cổ quá trời. Thì là có phải là vì như vậy mà tới bây giờ không ai dám đụng vô cổ hay là không? Đó, cổ tiếp tục lên mạng, cổ vẫn kêu gào khiếp lắm. Mà họ cổ chống lệnh tập trung cũng không ai làm gì cổ quý vị. Cổ được mời 3 lần rồi cổ không tới cũng không ai làm gì được hết đó. Thì ngày hôm nay nè Hồng Trinh bắt đầu rất là nóng lòng. Hồng Trinh rất là hy vọng là quý vị theo dõi drama của cô Nguyễn Phương Hằng đó. Chúng ta đã nhìn ra những nhân vật trang khàn đó. Tự nhiên làm sao biết cô Nguyễn Phương Hằng là ai. Cũng lấy cái cớ là binh nghệ sĩ. Rồi lên phát biểu rất là tục tiểu về cô Nguyễn Phương Hằng. Thì quý vị biết cái cô mắm tôm này cô ăn nói như thế nào rồi phải không quý vị. Rồi ca sĩ Vi Oanh đó, Tony Phạm có luôn bằng chứng là ca sĩ Vi Oanh tham gia vào những nhóm kính để mà đó, đưa đề tài để mà sỉ nhục cô Nguyễn Phương Hằng đó. Thì những cái đó Tony Phạm đều cầm hết những cái chứng cớ của các nhân vật đó. Có một nhân vật tên là Thiên Kim và những ai mà có liên quan vào với cái ông Đường Văn Thái mà chống phá quốc gia ở bên Thái Lan đó, những ai có liên quan thì là đều có hết ở trong tay Tony Phạm. Bởi như vậy Hồng Trinh hy vọng rằng là quý vị sẽ chia sẻ những lời nói của Tony Phạm, của Hồng Trinh và của Quốc Võ rộng ra ngoài để cho người ta nghe thấy được, để cho các luật sư của cô Nguyễn Phương Hằng đó nghe được để liên lạc với anh Tony Phạm. Thì nếu mà anh Tony Phạm được liên lạc từ phía gia đình cô Nguyễn Phương Hằng hoặc là cơ quan chức năng yêu cầu đó thì là anh sẽ hợp tác để làm rõ sự việc quý vị. Hồng Trinh thấy rằng là rất là cần thiết, tại vì cứ tiếp tục tạm giam cô Nguyễn Phương Hằng hoài mà Hồng Trinh cũng không biết là tới bây giờ họ điều tra được tới đâu mà chưa thấy cô Thanh Trần nè, chưa thấy cô Lan Đinh nè, đó Đinh Thị Lan đó quý vị. Chưa thấy cô Trăng Khàn, cô Vi Oanh, chưa thấy họ làm gì những cái nhân vật kế tiếp. Thành ra Hồng Trinh rất là hy vọng gọi là chính quyền và nhà nước tòa án đó, thông cảm rằng là một người như cô Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam hơn một năm rồi, rất là bất công cho cổ, trong khi những người khác họ có bắt vô rồi nhưng mà bắt được họ không có nghĩa là cổ phải bị tạm giam cùng với họ. Thành ra Hồng Trinh rất là mong là sau 10 ngày này chúng ta sẽ nghe được là có một cái sự việc gì đó sáng hơn cho cô Nguyễn Phương Hằng về cái mặt điều tra quý vị. Là tại vì cổ là nhân vật trong cuộc mà, thì cổ biết cái chuyện của cổ và rất là nhiều người trong chúng ta biết được cái lý do tại sao mà khúc sau này là cô Nguyễn Phương Hằng cổ nổi nóng lên cổ chửi như vậy chúng ta đều biết. Thành ra là họ nên điều tra hơn về cái vấn đề là nghệ sĩ Hoài Linh đó ôm tiền 6-7 tháng cổ la lên mới đi ra để mà giải ngân, như vậy thì là có hợp pháp hay là không, hay là cô Nguyễn Phương Hằng có chửi có nói oan ảnh câu nào không.
rồi chúng ta cũng chưa thấy họ làm gì hoặc là nhắc tới cái nhân vật chính đó là ông Võ Hoàng Yên quý vị. Họ không làm gì không biết sao mà họ kiêng ổng dữ vậy quý vị, chắc là ổng là thần y thứ thiệt của họ đó quý vị. Thành ra là Hồng Trinh muốn kêu lên để cơ quan chức năng nhìn thấy sự việc, là bắt đầu từ ông Võ Hoàng Yên rồi bắt đầu nghệ sĩ họ mới vô họ bên. Thành ra là Hồng Trinh khẩn thiết mong chờ là nghe được họ sẽ mời cô Đinh Thị Lan vào nè, cô luật sư Thanh Trần nè, Trần Thị Hồng Thanh ha. Cổ nói cô luật sư nhưng mà cũng nghe là không biết có phải hay không quý vị. Rồi sau đó những nhân vật có liên quan với cái sự việc của Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, luật sư Mạnh và luật sư Hồng Sơn, luật sư đó, những nhân vật đó đó đều là có khả năng là có liên quan với những người chống phá và gửi tin nhắn cho những YouTuber để họ lên họ phỉ báng cô Hằng vì cổ tố cáo Thiền Am bên bờ vũ trụ đó quý vị. Thì quý vị nhớ mà phải không, thì cổ mời anh Lê Thanh Minh Tùng và ông Thắng bà Mai lên để họ tìm con đó, quý vị có nhớ không? Bởi như vậy thành ra sự việc phải rõ ràng ra là Hồng Trinh mong lắm, tại vì cái lần tạm giam thêm 10 ngày này đó, Hồng Trinh biết rằng là những người nào mà theo dõi drama của cô Nguyễn Phương Hằng đó, họ thấy cái sự bất công ở trong đó quý vị. Mau lên bắt cô Đinh Thị Lan, mau lên bắt cô luật sư Thanh Trần vào, và cô Trang Khàn đó, những nhân vật đó thì là họ phải trả lời câu hỏi. Cô ca sĩ Thủy Tiên đó, cái sự việc làm từ thiện của cổ tháng 10 năm 2020 cổ chỉ còn có 20 triệu trong túi cổ thôi, vậy sau năm 2021 tiền ở đâu ra mà cổ đập căn nhà đi cổ xây với giá trị 100 tỷ quý vị, 100 tỷ nha quý vị. Bởi như vậy thành ra là những sự việc như vậy là phải làm cho rõ đó, những cái video mà người ta quay được nói 5 triệu mà phát 2 triệu đó, cái đó phải làm cho rõ, tại vì dân miền Trung họ rất là giận, họ rất là phẫn nộ với sự việc mà nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Thủy Tiên đó làm như vậy, họ rất là phẫn nộ. Như vậy là gọi là cơ quan chức năng của Việt Nam đó có nên lấy lại lòng tin của dân hay không ha. Ừ. Hồng Trinh nghĩ là hôm nay Hồng Trinh chia sẻ tới đây được rồi. Hồng Trinh cũng hơi nóng hôm nay đó quý vị, rất là bực mình khi nghe lại tiếp tục tạm giam 10 ngày nữa mà không đem những cái nhân vật, thêm những nhân vật khác vào trại tạm giam thì làm sao mà họ có thể điều tra được. Trong khi đó cô Đinh Thị Lan đó, cô Đinh Lan đó là cổ từ chối hợp tác, cổ để cho mẹ cổ vô. Như vậy thì là sau 3 lần như vậy thì là cổ có nên chính thức được mời y như là cô Hằng Ni không quý vị? Bởi như vậy thành ra là sự việc nó làm cho mình nói là tạm giam thêm để điều tra, tạm giam thêm để làm sự việc gì thì là họ phải bắt người vào họ mới điều tra được, phải không quý vị? Hồng Trinh nói tới đây rồi chúng ta sẽ quay trở lại khi mà Hồng Trinh có thêm những chi tiết khác để mà Hồng Trinh chia sẻ với quý vị nhé. Trinh xin thân ái chào quý vị, bye bye. Đó, đây là một cái loại hương trầm rất đặc biệt mà Quốc Võ rất là hân hạnh được làm đại lý cho Trầm Hương Nguyễn. Thì mỗi bó nhân trầm như vậy quý vị có 100 thanh nhang nhỏ bên trong. Đây nè quý vị nè, một cái bó như thế này nè. Đó. Đây là một loại trầm hương rất là đặc biệt luôn ha, gọi là VIP đó, VIP á. Rất đặc biệt luôn, thơm, rất thơm luôn. Cái mùi hương trầm làm chúng ta rất là dễ chịu, và khi mà chúng ta đốt á, cái khói của cái hương trầm này đó, nó thoang thoảng, nó tỏa khắp căn phòng chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sảng khoái ha, rất dễ chịu luôn quý vị. Thì mỗi bó hương trầm như vậy là giá trị là $135 cộng với là một cái khay như thế này nè quý vị nè, cái khay này nè, đó, cái khay để mình bỏ cái trầm hương vô đó, mình đốt á, $25 nữa, tức là một set như vậy là tổng cộng là $160. Trong đây có 100 thanh nhang trong đây này quý vị nè. Đốt rất tuyệt vời luôn. Mình đốt mình để cách xa chúng ta khoảng chừng 3 bước chân thôi ha, khoảng một thước thôi. Thì nó rất là dễ chịu. Sáng hôm nay thì Quốc Võ cũng pha trà Acetaba mời quý vị nha, thưởng thức. Đó, đây là một cái hộp trà Acetaba. Trong cái hộp này có 60 gói trà. Ha,
rất là tuyệt vời. Mình mở cái nắp hộp ra nè quý vị, mở nắp hộp ra, trong đây nó có là 6 ngăn, mỗi ngăn là 10 gói, tức là 60 gói. Bây giờ mình sẽ lấy một gói ra, mình pha trà, mình mời mọi người uống nè. Đây, cái gói nó như thế này quý vị. Đó, mình xé cái gói trà ra, rồi mình bỏ cái túi bên trong đó vào trong một cái bình thủy tinh. Đó, thấy chưa? Cái bình thủy tinh nè quý vị. Rồi mình nấu nước sôi ha, mình chế vào. Đây, đổ vào đây. Đó, tuyệt vời không? Mình chế khoảng chừng 2/3 của cái nước sôi thôi, vào trong cái bình trà này thôi. Rồi mình chờ khoảng chừng vài phút thôi là mình uống được quý vị. Đó. Đây là một cái loại trà rất đặc biệt quý vị, nó làm từ cái lá cây Ashitaba của Nhật Bản. Và cái người dân ở đây đó, họ sống trên một cái vùng biển mà cái phù sa nước nó màu đen, hay lắm, tuyệt vời. Và cái lá cây này nè, người ta sắc thành nước, người ta nấu nước sôi lên, người ta sắc thành nước, người ta uống. Và sức khỏe rất tốt luôn, cái tuổi thọ trung bình của họ là 90 tuổi quý vị, có nhiều người họ sống trên 100 tuổi luôn. Cho nên là những nhà khoa học họ mới nghiên cứu cái loại lá cây này và họ làm thành một cái loại trà để bán ra ngoài thị trường. Thì cái loại trà này nó có trên thị trường này là hơn 10 năm rồi quý vị. Và rất là nhiều những cái công dụng tuyệt vời từ trà Ashitaba này quý vị. Giúp cho chúng ta ngủ ngon nè, giảm mỡ trong máu nè, ha, tránh đột quỵ nè, tránh đau khớp tay khớp chân nè, ha, quân bình lượng đường huyết nè, tăng cường tuổi thọ rồi sức đề kháng này, nó rất là nhiều những công dụng tuyệt vời. Đó, cho nên có bỏ uống hàng ngày luôn, ngày nào cũng uống hết á, uống thay nước luôn quý vị. Sáng sớm cái là mình pha mình uống rồi, một ngày uống 2 gói, nó uống suốt ngày vậy đó quý vị, tốt lắm. Có một cái sản phẩm mà phải nói rằng là tốt nhất luôn, từ xưa tới giờ quốc võ cũng đã từng theo dõi, từng sử dụng, và bây giờ thì muốn chia sẻ với mọi người quý vị. À, thưa quý vị, cách đây không lâu đó thì quốc võ có chia sẻ cho mọi người ấy, bán ra thị trường ấy, là đông trùng hạ thảo, phải không ạ? Đông trùng hạ thảo mà nguyên một con như thế này là lấy từ Bhutan, đúng không ạ? Quý vị nhìn vào con này thì đôi khi có những người đó thì cảm thấy hơi sợ hơi sợ, bởi vì nó giống con sâu quá đó, mình hơi sợ, mình không dám uống. Nhưng mà thật sự là nó không có gì mà sợ hết quý vị. Đông trùng tức là mùa đông, nó là côn trùng. Hạ thảo tức là mùa hè thì nó thành là cỏ cây, ha. Đó, chứ nó dựa vào cái xác của con côn trùng này để tích tụ năng lượng từ thiên nhiên, làm cho coi như là cảm thấy là một cái điều tuyệt vời nhất mà coi như là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. À, cái này nó cực kỳ, nó rất là tốt luôn. Thì thưa quý vị, bây giờ đó đã có một sản phẩm mới thay thế vào những con này, lấy 100% từ con đông trùng hạ thảo này và xay nhuyễn ra làm thành những con nhộng, những viên thuốc nhộng quý vị ha, những viên thuốc nhộng để cho chúng ta dễ uống và chúng ta không có phải mà sợ hãi khi mà nhìn thấy con côn trùng này nữa. Thì đây là một cái lọ thuốc đông trùng hạ thảo nguyên chất 100%, được chứng nhận của Mỹ luôn quý vị, được giấy chứng nhận của nước Mỹ, sản xuất 100% tại Mỹ, mà cái con côn trùng này lấy từ Bhutan, tức là con đông trùng hạ thảo này lấy từ Bhutan, họ xay nhuyễn ra, họ làm thành con nhộng quý vị, 100% nguyên chất nha. Cho nên cái chai thuốc này nó rất là mắc tiền và nó giá trị, rất giá trị luôn quý vị. À, cái hộp của nó nào quý vị thấy không? Cái hộp không là đã thấy được chất lượng cao rồi ha, tuyệt vời không? Đây là cái lọ thuốc của nó nào quý vị, đây, cái lọ thuốc của nó đây, thuốc con nhộng ha, đông trùng hạ thảo, gọi là Cordyceps Special, rất đặc biệt ha. Đó, giấy chứng nhận của Mỹ luôn, sản xuất luôn tại Mỹ 100% luôn quý vị. Đây, đây là hộp của nó nè. Đó, thấy chưa, đẹp không? Thì thưa quý vị, quốc võ hiện tại bây giờ là đại lý của đông trùng hạ thảo, cho nên những cái gì mà tốt nhất là sẽ chuyển đến cho tất cả mọi người. Đông trùng hạ thảo nó hỗ trợ cho vấn đề về điều trị ung thư nè quý vị nè, điều trị nha, và điều trị xạ trị luôn, rất là tốt luôn, rất là đặc biệt. Tăng cường sức chức năng sinh lý nè, hỗ trợ cái vấn đề về điều trị và vô sinh và sảy thai. À, đông trùng hạ thảo
Thứ ba nữa là điều hòa hô hấp cho mình, giúp cho chúng ta điều hòa cái hơi thở của mình rất tốt luôn. Đặc biệt là khi mà ngủ, mà những người nào mà bị khó thở đó quý vị, là cũng rất là tốt. Thứ tư là tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng của mình, ha, tăng cường cái hệ miễn dịch và sức đề kháng của mình. Thứ năm là trẻ hóa những cái làn da, ngăn ngừa các vết đồi mồi, à tuyệt vời không. Thứ sáu là hỗ trợ điều trị hen suyễn và viêm phế quản. Nếu như quý vị thường hay ho vào ban đêm, hen suyễn nè, hay ho vào ban đêm nè, trẻ cũng vậy mà lớn tuổi cũng vậy luôn ha, bị hay ho ban đêm rồi hen suyễn là đây là nó giúp cho chúng ta hỗ trợ cái điều trị này rất là tốt luôn quý vị. Thứ bảy là phòng chống các rối loạn về tim mạch, à tuyệt vời không, các những bệnh như rối loạn tim mạch đó là phòng chống tuyệt vời luôn. Thứ tám là điều tiết lượng cholesterol và ở trong máu, tức là giảm mỡ trong máu, điều tiết lại và tăng cường cái mà mỡ mỡ tốt á, còn cái mỡ xấu là giảm giảm lại, không quý vị ha. Cho nên chúng ta là uống nồng cồn thảo vô là chúng ta tuyệt vời và có vấn đề về cholesterol. Rồi thứ chín là giải độc cơ thể, bổ thận, về giải độc tất cả những chất độc tố mà ở trong gan trong thận của mình là được giải ra ngoài theo đường nước tiểu nếu chúng ta uống cái nồng cồn thảo này. Rồi và đặc biệt nữa là quý vị giảm tiểu đêm rất là tốt luôn, cái này hay nhất là cái giảm tiểu đêm. Quốc Võ đã uống rồi và Quốc Võ cảm thấy rằng là một lần mình uống trước khi mình đi ngủ mình uống, hoặc là sáng sớm mình uống, là đêm hôm đó quý vị ngủ tới sáng luôn, tới 7 giờ sáng luôn, không có bao giờ mà thức dậy nửa đêm để tiểu đêm cả, và làm cho chúng ta ngủ sâu ngủ ngon rất tốt luôn. Chúng ta ngủ dậy chúng ta cảm thấy rất là khỏe luôn quý vị, phải không ạ? Thứ 10 là hỗ trợ cho việc điều trị tiểu đường. Đó, cái này rất quan trọng nè quý vị nè, không? Hỗ trợ cho việc điều trị tiểu đường. Thứ 11 là tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp. Ví dụ mình uống vào thì mình cảm thấy mình không có bị đau khớp, cái cơ bắp mình nó rất là khỏe mạnh. Đặc biệt là những người mà tập thể thao, thể dục, mình đi bộ đó thì mình hay bị đau cơ cơ bắp này, là đau khớp xương đó. Thì cái này nó giúp cho mình tránh vấn đề này rất là nhiều. Rồi thứ thứ 12 là hạn chế các bệnh về tuổi già. Tuổi già thì gồm có cái gì quý vị? Tuổi già là thấp khớp nè, cao mỡ nè, đau không khớp xương khớp chân nè, đau mấy cơ nè, rồi cảm thấy là mệt mỏi trong người nè quý vị nè, ngủ không được nè, đi tiểu đêm nè, là hỗ trợ rất là nhiều đó. Giống như là trị những bệnh như nhức mỏi, đau lưng, rồi viêm khớp vân vân, đó là những cái điều mà tuyệt vời từ Đông Trùng Hạ Thảo. Thì bây giờ đã có viên rồi quý vị, đã có viên rồi, viên con ngọng luôn, 100% lấy từ, tức là xây ra từ cái Đông Trùng Hạ Thảo mà 100% từ thiên nhiên, mà Hà Lam thì con ngọng cho chúng ta dễ uống. Đôi khi mình để cái viên, để cái con mà Đông Trùng Hạ Thảo này vô trong ly á, mình đổ nước sôi vô mình uống, mình nhìn thấy giống con sâu đó, đôi khi có nhiều người họ lại sợ không dám uống. Thứ hai nữa là ngâm thời gian quá lâu không có giờ, ví dụ như quý vị buổi sáng thức dậy đi, quý vị muốn uống Đông Trùng Hạ Thảo quý vị phải ngâm ít nhất phải là 30 phút trong nước sôi, rồi quý vị phải uống, thì cái thời gian đó không có giờ, không có giờ để mà làm cái chuyện đó. Thì bây giờ đã có viên rồi, bỏ vô miệng uống một cái là xong. Chúng ta uống vào buổi sáng sớm hoặc là trước khi đi ngủ nha quý vị nha, uống vào sáng sớm trước khi ăn sáng hoặc là trước khi đi ngủ, chúng ta uống một ngày 2 viên thôi, buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên, hoặc là chúng ta uống buổi sáng 2 viên luôn, hoặc là chúng ta uống buổi tối 2 viên luôn cũng được nữa. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta uống buổi sáng là tốt hơn ha, sáng sớm chúng ta uống là tốt hơn. Cái lọ này là 90 viên trong này, 90 viên nha quý vị nha, một ngày uống 2 viên đó, một ngày uống 2 viên ha. Rồi thì chúng ta uống là một tháng rưỡi là hết một lọ này. Cái lọ này có phải bán ra với giá là 200 đô la cho một lọ này quý vị, 200 đô la cho một lọ này là coi như thiên nhiên 100% Đông Trùng Hạ Thảo nha, 200 đô la cho một hộp này, tuyệt vời không. Và trong tháng 4 này á, là có một đợt khuyến mãi rất đặc biệt luôn quý vị. Nếu quý vị nào mà mua mà 2 hộp Đông Trùng Hạ Thảo này, 200 một hộp, 2 hộp là 400, quý vị sẽ được tặng cho một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet, tặng một cái hộp trà nhỏ nha và một chai dầu Tibet này. Nếu như quý vị mua một lần là hai hộp này, đó, thấy chưa? 2 hộp rất giá trị luôn quý vị. Đông Trùng Hạ Thảo 100% từ thiên nhiên.
Và chỉ trong tháng 4 này thôi nha quý vị nha. Trong tháng 4 là coi như là mình có những đặc khuyến mãi đặc biệt dành cho những cái quý khách hàng mà quý ân nhân á. Tức là có một cái đợt mà riêng khách hàng đó quý vị, thì Quốc Võ sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Nếu như quý vị mua Đông trùng hạ thảo mà viên con nhộng như thế này nè quý vị nè, 200 đồng cho một hộp này thôi, 90 viên. Mình uống được 1,5 tháng nha quý vị nha, một ngày 2 viên. Thì giúp cho chúng ta rất là nhiều những cái điều tuyệt vời mà cảm thấy là khỏe mạnh, tràn đầy những sức sức sống luôn quý vị. Rất tuyệt vời. Đó. Thì là đây là một sản phẩm mà Quốc Bảo muốn chia sẻ, là sản phẩm mới, một sản phẩm rất là mới mà Quốc Bảo muốn chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể là mình thưởng thức những cái điều tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra thì còn một cái đặc sản phẩm nữa rằng là về cái bột dinh dưỡng đó quý vị, bột dinh dưỡng đó. Thì hôm bữa giờ Quốc Võ cũng bán rất là nhiều cái bột dinh dưỡng này, được mọi người uống và rất thích luôn, đặc biệt là chị Hồng Trinh á, chị khoái uống cái bột dinh dưỡng này lắm, tại vì chị biết ăn quý vị không kỳ hết á, người thì ốm nhom mà tại biết ăn thôi, cho nên là cũng nhờ bột dinh dưỡng này mà coi như là chị cũng coi như là coi như là đủ sức khỏe để coi như là chống qua những cái đủ sức khỏe để mình làm việc đó. Thì cái hộp bột dinh dưỡng này quý vị, hộp bột dinh dưỡng này nó có tổng cộng là 60 gói nha, 60 gói bột, mỗi gói như vậy là nó như thế này nè quý vị nè, một lần là mình uống là 2 gói bột dinh dưỡng nha, hai gói bột dinh dưỡng này đó, một lần 2 gói mình bỏ vào trong nửa ly nước sôi, nước nước nóng như giống như vậy nè, mình khuấy đều lên mình uống, thì là 36 chất dinh dưỡng này nó đủ khả năng, nó đủ chất dinh dưỡng để cho thay thế một bữa ăn cho mình luôn quý vị, rất tuyệt vời luôn ha. Đó còn không mau mau nữa đúng không ạ, một hộp này chỉ có 95 đô la thôi quý vị, 95 đô la trong hộp này thôi đó, đã chưa. Mà nếu như quý vị mua một hộp này, Quốc Võ trong tháng 4 này sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ luôn, một hộp trà nhỏ gồm có là tổng cộng là cái như là 40 gói trà đó, mà cái như là trà nhỏ đó quý vị, gói nhỏ đó thì coi như là quá tuyệt vời luôn quý vị ha. À, đây cái hộp này làm rất đẹp ha quý vị. Rồi nếu như mà mọi người mà ủng hộ Quốc Võ đó thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ, cái số điện thoại là 714 247 9474 nha, 714 247 9474. Rồi nếu như quý vị nào ở Việt Nam thì có thể add Zalo, Zalo là cộng 1 nha, 714 247 9474, ship về Việt Nam luôn quý vị, đặc biệt là Đông trùng hạ thảo nè, 200 đô la một hộp này, ship về Việt Nam luôn nha, rất là tốt luôn, uống vô là bảo đảm là coi như là trắng da dài tóc, khỏe mạnh coi như là 70 trở thành 20 luôn quý vị. Đó. Trong cái tháng 4 này mua 2 hộp trong tuần hạ thảo này sẽ được tặng cho một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet này. Đó, tuyệt vời không? Rồi, xin mời quý vị một tách trà nữa. Bây giờ thì cũng xin chào tạm biệt và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật tốt lành nha. Ok, I love you.